Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Con bị viêm mang đầu mũ. Viêm não hả? Dạ vâng. Trời đất ơi. Thành ra là bé uống thuốc quanh năm luôn. Theo bà O nói là cháu là có những lúc mà đau đầu rất là khủng khiếp luôn, mà không học được, không làm được cái gì cả. Có quá nhiều cái nỗi sợ ở trong các con khi mà ở độ tuổi này. Sợ không được đi học, sợ không có tiền. Và một cái điều quan trọng đó là gì? Sợ không còn mẹ nữa. Chỉ có một cách là học mới giúp thay đổi cuộc sống và giúp con thoát khổ, thoát khó khăn. Chú xin được đồng hành với cái công việc học của hai chị em. Chú Quốc Thượng xin gửi tặng cho hai chị em, gửi tặng cho mẹ một chút tiền thuốc men, số tiền là 5 triệu đồng. Bạn Hoài anh nhà em cũng có một chút quà gửi đến cho các bạn nhỏ. Con gái luôn đồng hành với mẹ Hằng ha. Thầy, con nói đi nào. Xin gửi tặng cho chị và em một cái quà nhỏ nhoi này, mong rằng là hai chị em có thể phấn đấu và cố gắng học tập. Cảm ơn con. Con của Đàm Hằng tặng cho các con nè, cầm đi con. Rồi. Dạ con xin cảm ơn chị vì chú Ân Trinh đã giúp cho gia đình con. Như vậy là mới bước đầu tiên thôi. Quốc Thuận tặng 5 triệu, Đàm Hằng 5 triệu và con Đàm Hằng 3 triệu nữa. Bây giờ tạm chúng ta có 13 triệu đồng rồi. Hãy vui lên nào. Thưa quý vị, có thể tiền bạc không xóa đi những cái tổn thương của gia đình em Lương, nhưng tôi nghĩ rằng với những cái tình cảm quý vị chắc chắn sẽ là một lời động viên rất là tuyệt vời dành cho gia đình em Lương. Số tài khoản của gia đình em Lương đang chạy trên màn hình. Quý vị cũng thể chia sẻ với chúng tôi, chia sẻ với gia đình của em Lương và gia đình của em Ngọc khi nãy quý vị. Và Quỳnh Linh cũng xin thông báo đây là số tài khoản duy nhất của chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt quý vị nhé. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình.